tôi sẽ dành thời gian để cho hai thành viên của ban bình luận chào các quý vị khán giả. Xin mời Puka. Lời nói đầu tiên, chúng Puka gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Giác Quan thứ 6. Dạ, lời nói thứ hai cho phép Quang Trung xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Giác Quan thứ 6. Đôi khi chúng ta sẽ phải giúp đỡ cho người chơi. Dạ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cứ đưa ra ý kiến chủ quan của mình để làm cho người chơi nhiễu loạn. Dạ. Cái việc này thì anh nghĩ là em làm được. Em giúp ích cũng nhiều lắm á chứ. Nhiều khi giác quan em nói sai thì coi như giúp bậy thôi, chứ em cũng cố gắng nhiều. Có nghĩa là em là người hay giúp sai. Dạ. Còn đây sẽ là người hay giúp đúng. Sai sai, anh sai rồi. Anh đừng nói như vậy, lỡ em giúp sai sao. Khi mà cái trực giác của em cảm giác cái điều đó đó đang là như vậy đó, thì nó sẽ diễn ra ngược lại. Cho nên là nó tạo thành cho em một cái thói quen là khi mà em nghĩ cái sự việc đó nó sẽ là như vậy đó thì chắc chắn nó sẽ ngược lại. Cho nên là nếu mà khách mời đến đây thì nên không tin em. Có nghĩa là em nói cái gì thì hãy nghĩ ngược lại. Dạ đúng rồi. Quang Trung thì sao? Em thì thường nghĩ cái gì có cái đó đó anh. Vậy là trong ban bình luận chúng ta có hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một người nghĩ gì thì sẽ là như vậy, còn một người nghĩ gì thì nó ngược lại như vậy. Tôi xin được mời hai thành viên trong ban bình luận về vị trí của mình. Người ta vẫn nói trực giác của phụ nữ thường nhạy bén hơn những người đàn ông. Đặc biệt với những người phụ nữ đã có gia đình thì trực giác lại càng mạnh hơn trong chuyện chồng đang ở đâu, chồng đang làm gì. Hãy cùng chào đón người chơi của chúng ta, diễn viên Lan Phương. Ở trong kia nghe thấy anh nói những cái lời em, bay bổng không? Em thấy sao khi mà anh nói như vậy? Em thấy anh có vẻ đánh giá rất cao về cái giác quan của phụ nữ. Chính xác, anh đã nghiên cứu rất nhiều năm rồi. Không chỉ là vợ anh ở nhà mà còn vợ của rất nhiều những người bạn của anh. Đó là lúc bình thường bọn anh ngoan thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chớm hư một tí thôi, y như rằng là có điện thoại reo ngay. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang làm gì đấy? Em đã bao giờ em đã có trực giác như thế và kiểm tra ông xã nhà mình chưa? Hiện tại thì chồng em đang ngoan. Nhưng mà anh nói như thế làm cho em cảm thấy tự tin một chút. Để là mình không lo lắng là lỡ đến một ngày chồng bất thình lình cảm thấy là không nên ngoan một tí, thì là mình sẽ đột nhiên có cái trực giác mình đoán ra luôn. Em nghĩ là em có giác quan thứ 7 chứ em lại không có giác quan thứ 6. Giác quan thứ 7 là gì? Giác quan thứ 7 của em là lúc nói đúng, lúc nói sai. Có nghĩa là hiện nay trong trường quay nhé, là đang có 3 trường phái khác nhau. Một người nghĩ gì đúng thế, một người nghĩ gì ngược thế, một người lúc đúng lúc sai. Vậy thì chúng tôi tin rằng các quý vị khán giả sẽ có một chương trình thú vị. Và hãy cùng xem họ sẽ mang tới điều gì cho các quý vị. Và bây giờ chúng tôi xin được mời người chơi về đúng vị trí của mình. Xin mời. Thưa quý vị, đến với chương trình Giác Quan thứ 6 luôn luôn sẽ có một người chơi và 6 vị khách bí ẩn. 6 vị khách này họ sẽ làm những công việc khác nhau và nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn sao cho đúng nghề nghiệp dành cho mỗi khách mời của chúng tôi. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 6 vị khách bí ẩn hôm nay. Xin mời. Chính là 6 vị khách của chúng tôi. Không biết là ban bình luận với người chơi ấn tượng thế nào, nhưng đối với tôi rất ấn tượng bởi những nụ cười với hàm răng rất trắng. Không biết là có ai là nha sĩ ở đây không. Và bây giờ tôi muốn hỏi Lan Phương trước đi. Em nhìn 6 gương mặt này thì em nghĩ rằng là họ sẽ làm những công việc gì? Em đoán ví dụ như bạn này nhìn rất là nghệ sĩ này. Bạn ấy ngồi trong thần thái, bạn ấy phất lờ lắm. Bạn nữ đứng ở dưới này này. Trông bạn ấy cũng nghiêm túc. Trông rất nghiêm túc. Còn bạn thứ hai thì trông rất là hài. Trông mặt bạn ấy từ nãy giờ không thể dừng nụ cười của bạn ấy được. Đó là sự đối lập giữa số 1 và số 2. Thế còn số 4 thì sao? Số 4 thì trông bạn ấy có vẻ còn đang rất là trẻ. Kiểu bạn sẽ rất là hip hop. Theo Quang Trung là hip hop đúng không? Em nhìn bạn rất là hip hop, never die. Thế còn số 6? Một gương mặt rất bí hiểm anh ạ. Giống như một ẩn số luôn ấy, vì em chưa đoán ra được gì hết. Trước hết thì chúng tôi cứ nhìn và gọi là đoán mò vậy thôi. Nhưng chương trình thì sẽ rất là ưu ái cho người chơi, bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra 6 công việc tương ứng với 6 vị khách mời. Hãy cùng xem đó là 6 công việc gì. Xin mời.
Chúng ta có beatbox, có nghệ sĩ violin, chúng ta có một thợ xăm, chúng ta có một nghệ nhân chuông gió, một người thợ cắt tóc và một người nhảy bẻ khớp. Chúng tôi xin đưa ra luật chơi của chương trình. Chúng ta sẽ có 6 vị khách mời với 6 công việc khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi đó chính là vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Mỗi vòng người chơi sẽ phải lựa chọn một vị khách mời tương ứng với công việc của họ. Nếu chính xác, người chơi sẽ nhận được số tiền tương ứng với gói giải thưởng mà người chơi lựa chọn. Chúng ta có các bốc tiền thưởng, đó là 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Ban bình luận không có cơ hội để nhận triệu nào cả. Tụi em hỏi tụi em có gói nào không? Ráng làm đi, hồi vô ảnh cho gói cháo, gói cơm. Thôi bây giờ bình luận giúp chị đi, chị làm đúng một cái vào, chị cho ăn mì gói. Yeah, có gói rồi. Và đối với người chơi, luôn luôn sẽ có 3 sự trợ giúp dành cho bạn. Nhưng các bạn phải dùng nó ở 3 vòng đầu tiên. 3 trợ giúp đó chính là ngôi sao may mắn. Nếu các bạn chắc chắn tin tưởng là mình đã đúng, hãy lựa chọn sự trợ giúp này để có thể nhân đôi số tiền thưởng của mình lên. Trợ giúp thứ hai đó chính là loại trừ đi những đáp án sai. Trợ giúp cuối cùng đó chính là hỏi nhanh đáp nhanh. Bạn sẽ có 1 phút để hỏi một vị khách mời nào mà bạn cảm thấy còn một chút do dự. Lưu ý không hỏi trực diện bạn có phải làm nghề này không. Không được hỏi những câu hỏi liên quan tới công việc của họ quá chi tiết. Và người được hỏi có quyền từ chối trả lời. Bạn đã hiểu luật chưa chị ạ? Em hiểu rồi. Thưa quý vị, trước khi đến với những phần thi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi đầu tiên được mang tên ấn tượng đầu tiên. Chúng tôi muốn người chơi sẽ đến ngay với phần lựa chọn gói tiền thưởng của mình. Chúng tôi có 5 gói, 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với những số tiền khác nhau, được đặt theo quy luật hoàn toàn khác nhau. Bạn sẽ chọn con số bao nhiêu? Số 4. Số 4 tại sao? Em không biết cái cảm giác của em thế. À, có nghĩa là trực giác. Số 4, được chọn. Vâng, chúng ta sẽ biết số tiền là bao nhiêu. Kết quả sẽ có ở vòng 1. Phải xem luôn nó mới có động lực anh. Nó mới có động lực đoán. Anh sẽ dành cho em động lực không phải là số tiền, mà là phần giới thiệu của 6 khách mời. Và qua phần giới thiệu này thì chắc chắn là em cũng sẽ biết thêm một chút thông tin, biết thêm những cái dữ liệu để có thể đưa ra quyết định chính xác. Xin mời, số 1. Xin chào tất cả các bạn. Tên mình là Giáng Anh. Sở thích của mình là ăn các món ăn mẹ nấu. Và hãy đoán xem mình là ai nhé. Số 2. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đức. Đức rất là thích chó mèo. Đức thích chụp ảnh. Đức còn mê máy tính. Và Đức thích đủ thứ trên trời dưới đất. Mọi người hãy đoán xem Đức là ai nhé. Vâng, cảm ơn. Em thích Đức rồi đó. Mời số 3. Tôi tên Nguyễn Hoài Thanh. Tôi thích màu xanh. Và tôi rất thích uống trà chanh. Cho nên tôi không phải là người lăn chanh. Tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh. Hãy đón xem tôi là ai nhé. Số 4 ạ. Chào tất cả mọi người, mình là Ninh Kiềm. Bề ngoài mình là một người khá là khó tính. Nhưng thực tế mình là một người rất dễ gần, hòa đồng. Và mình là một người hướng ngoại, muốn được kết nối tất cả mọi người. Và hãy đoán xem mình là ai nhé. Vâng, xin mời số 5. Chào mọi người, mình tên là Trúc Ly. Nhưng mà mọi người hay gọi mình là Ái Liên. Quan điểm sống của mình đó là thích là làm. Hãy đoán xem mình là ai nhé. Vâng, xin được mời bạn số 6 ạ. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lâm Thông. Và các bạn biết không, tôi không phải là một người có tính kiên nhẫn. Nhưng tôi luôn muốn bỏ ra hàng giờ ngồi trên máy tính để làm những điều mình thích và những điều mình muốn. Và tôi rất vui được làm quen tới tất cả mọi người ở phim trường ngày hôm nay. Và các bạn đoán xem tôi là ai. Ý, đây là cái vị khách mà tôi có cảm giác như là ẩn số. Có tố chất làm nghệ sĩ nhất đấy. Bởi vì là nói là hãy đoán xem tôi là ai nhá. Nhấn nhá như thế cơ mà. Nào, bây giờ em đoán nhá. Đúng rồi. Em chọn nghề violin. Violin sẽ ứng với vị khách nào đây? Khi mà 6 người hiện ra thì mình chưa ấy được. Nhưng mà khi mà 6 cái nghề này ra thì đột nhiên cái violin này khiến cho em gợi đến hình ảnh của cái người mà chuyên chơi nhạc thính phòng. Và thường khi họ biểu diễn họ rất nghiêm trang. Đúng rồi, trong một cái dàn bè ấy anh. Không ai được làm cái gì khác, nhưng mà tất cả phải y như thế. Thì tự nhiên em cảm giác cái bạn thứ 5 kia là cái bạn mà cho em cái cảm giác đó. Vậy thì ban bình luận ạ, Quang Trung, em thấy sao? Em cũng nghĩ y chang chị luôn á. Tại vì em nghĩ là violin ở đây thì chỉ có một mình bạn số 5 là có vẻ gần giống nhất thôi. Nhìn bạn rất là nghệ sĩ, cho nên em nghĩ cũng khá là phù hợp. Ban bình luận với cả người chơi là đang có ý kiến giống hệt nhau.
Tại vì em thấy quá dễ dàng anh à. Với bộ trang phục của bạn đang mặc cũng rất là giống những người mà đánh violin đúng không? Những người mà đang trong một cái đội hợp xướng này kia nọ. Nhưng chương trình không thể nào mà dễ dàng cho mình chọn lựa như vậy. Đâu thể nào đưa ra một cái nghề nghiệp và một cái hình dáng nó khớp như nhau vậy. Chưa đâu chị, trong lúc mình nói tất cả mọi người tập trung thì cái bạn số 2 cười khẩy chị kia. Bây giờ anh xin nhắc lại với em có 3 sự trợ giúp. Em có hỏi nhanh, đáp nhanh, đặt ngôi sao. Và em có loại trừ các phương án sai. Theo anh là em nên dùng một trong 3 nếu như em cảm thấy còn phân vân. Không, lần sau khó hơn em dùng nhiều hơn. Có nghĩa là em sẽ không dùng trợ giúp? Không. Em sẽ quyết định luôn số 5. Vâng. Là nghệ sĩ đánh violin. Nếu như người chơi đã quyết định lựa chọn vị khách số 5 với công việc là nghệ sĩ violin thì mời người chơi hãy chốt phương án của mình và bấm chuông. Tớ chốt người chơi violon chính là bạn thứ 5. Tụi em cũng chốt như vậy. Và hãy cùng xem người chơi có đúng hay không. Và ban bình luận họ có thể hiện được vai trò của mình hay không. Rất có thể sau lượt lựa chọn này, ban bình luận và người chơi sẽ đi hai hướng khác nhau bởi sự chia rẽ và không còn niềm tin dành cho nhau nữa. Và xin mời kết quả. Vâng, như vậy là không chính xác. Lúc này đây tôi không nhìn thấy ban bình luận đâu, không nghe thấy tiếng của họ. Họ tụi đang em ở đâu? Mới ngủ dậy thì gì vậy mấy anh chị? Sai rồi, buồn quá. Đây là chương trình có tên gọi là giác quan thứ 6. Em đã bảo em chỉ có giác quan cần thứ 7. Cần trực giác chứ không phải là logic. Em phân tích rất đúng. Nào là bạn ấy phải nghiêm túc, bạn ấy phải có tâm hồn bên trong, bạn ấy phải thế nọ, bạn ấy phải thế kia. Nhưng tất nhiên lỗi của em là 80% và 20% còn lại thuộc về ban bình luận. Anh, em đã nói ngay từ đầu rồi. Em nghĩ cái gì á thì mọi người nghĩ ngược lại thì sẽ đúng. Hồi nãy em nói là như trên là đúng, mà mọi người nghĩ ngược lại là đúng rồi, không chịu. Mất hơi rồi. Chúng ta hãy cùng xem cái gói số 4 này nó giá trị là bao nhiêu tiền. Em ngay đầu tiên em chọn số 4, không lăn tăn. Em chọn đúng mà. Từ đầu chương trình thì Lan Phương có nói với tôi là em là cứ lúc đúng lúc sai. Thì có nghĩa là em đúng cái số 4 nhưng mà em sai cái violin.